Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin của chúng tôi. Rắp tâm đâm chết bạn mình để quỵt khoản nợ hơn 4 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi dùng dao đâm nhiều nhát liên tục vào người nạn nhân bất thành, tên thanh niên này đột nhiên quỳ gối, cầu xin sự tha thứ từ bạn của mình, rồi ngay lập tức chở bạn đi bệnh viện chữa trị. Sự việc hy hữu này rốt cuộc là như thế nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Lo lắng vì khoản nợ 3,5 triệu đồng không có tiền trả, lại bị bạn thường xuyên thúc ép. Nguyễn Văn Hoàng, 21 tuổi, ở tại thôn Trung Lập, xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, sinh viên một trường cao đẳng tại Hà Nội, đã lên kế hoạch giết người, cướp tài sản. Quá trình đấu tranh, đến ngày 21 tháng 9, Công an huyện Phú Xuyên đã hoàn tất nội dung ban đầu, chuyển hồ sơ vụ án đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Theo điều tra, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Tuấn Minh vốn là chỗ bạn học. Hoàng và Tuấn Minh cùng học tại trường cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội. Khoảng tháng 8, Hoàng vay của Minh 3,5 triệu đồng. Sau đó, do tiêu xài quá mức, bản thân không có khả năng trả nợ, lại bị bạn đòi tiền liên tục. Hoàng nảy ý định sát hại Tuấn Minh để thoát khỏi khoản nợ trên. Vào 21 giờ ngày 12 tháng 9, Hoàng từ nơi thuê trọ tại huyện Đan Phượng, Hà Nội đã gọi điện thoại cho Tuấn Minh nhờ anh bạn đưa về nhà ở huyện Phú Xuyên. Chẳng mảy may nghi ngờ, Tuấn Minh đã lấy xe máy mang biển số BKS 36X5-09761 của mình đến đón Hoàng. Lúc này, Hoàng đã chuẩn bị một con dao nhọn cất vào chiếc cặp sách vẫn thường dùng để đi học. Sau khi Tuấn Minh chở Hoàng đi từ huyện Đan Phượng về đến khu Mỹ Đình, thì Hoàng giả vờ mượn điện thoại của mình với lý do là để vào mạng Internet. Cầm máy điện thoại của mình, Hoàng đã tắt máy và vứt chiếc điện thoại xuống ven đường tỉnh lộ 429, đoạn qua cầu Đồng Quang lên đê sông Nhuệ, thuộc địa phận thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, quan sát không thấy có người đi lại, Hoàng bảo Tuấn Minh dừng xe để anh ta đi vệ sinh. Khi Tuấn Minh dừng xe, Hoàng giả vờ xuống đi vệ sinh rồi lấy con dao nhọn đâm thẳng vào lưng Minh. Bị đâm bất ngờ, Minh nhảy ra khỏi xe. Hoàng tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp vào cổ họng Tuấn Minh. Mặc dù rất đau đớn, nhưng Minh vẫn cố gắng chống trả và khuyên can Hoàng. Khi Tuấn Minh ngã xuống đất, Hoàng tiếp tục đè lên người Tuấn Minh rồi đâm liên tục. Thế nhưng, Minh đã chống cự quyết liệt, đạp rơi con dao của Hoàng. Biết không thể giết được người bạn đồng môn, Hoàng van xin Tuấn Minh tha thứ. Lúc này, Tuấn Minh bị chảy máu nhiều nên đã nhanh trí đồng ý. Ngay sau đó, Hoàng chở Tuấn Minh đến trạm xá xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội để sơ cứu vết thương. Rồi Hoàng lại tiếp tục đưa Tuấn Minh về bệnh viện huyện Đan Phượng để khám chữa. Trên đường đi, Tuấn Minh hỏi Hoàng về chiếc điện thoại di động để gọi cho gia đình thì Hoàng nói rằng đã vứt ở ven đường. Sau đó, Tuấn Minh yêu cầu Hoàng đưa đến chỗ vứt điện thoại để gọi cho gia đình và đã lấy lại được điện thoại di động. Sau khi vết thương đã lành vết, ngày 14 tháng 9, Tuấn Minh đã đến đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Phú Xuyên trình báo. Quá trình đấu tranh, Công an huyện Phú Xuyên đã bắt giữ đối tượng gây án. Trong giây phút nồng cạn, suy nghĩ bồng bột, tên Hoàng đã có ý định giết người. Nhưng sau đó, một chút lương tâm còn sót lại đã khiến tên này dừng tay. Tuy nhiên, pháp luật cũng cần có biện pháp mạnh để xử lý trường hợp này, tránh để xảy ra những trường hợp đáng tiếc về sau. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Tiếp theo là vụ việc cháu trai giết chết cậu ruột rồi cùng người thân đào hố vùi xác nạn nhân phi tang. Chi tiết của sự việc ra sao, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Vốn là dân nghiện rượu, nên khi vừa về quê thăm cha mẹ già tại ấp Thái Hưng, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất, Kiên Giang, lập tức ông Bùi Văn Thông, sinh năm 1973, trú tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã đi nhậu. Khoảng 17 giờ ngày 23 tháng 10, Thông gọi cho đứa cháu trai, con của người chị ruột mình tên là Bùi Văn Đạt, sinh năm 1992, gọi ông Thông bằng cậu Bảy để ra mé sông trước nhà cùng nhậu với mình. Thấy cậu và cháu lâu ngày mới có dịp gặp nhau nên mọi người không bàn ra tán vào hay có ý ngăn cản. Hơn thế, giữa ông Thông và Đạt tỏ ra vui vẻ nên không ai để ý đến, yên tâm bỏ đi chơi. Bất ngờ, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Đạt hốt hoảng chạy vào nhà thông báo đã giết chết ông Thông trước sự ngỡ ngàng của người thân trong gia đình. Đạt còn cho biết nguyên nhân giết chết cậu là do ông Thông thường xuyên say xỉn hay đánh đập cha mẹ nên bực tức ra tay làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, lúc này Đạt tỏ ra hoang mang, sợ pháp luật trừng trị nên van xin gia đình tha thứ mọi lỗi lầm. Nhằm tránh bị láng giềng và bọn trẻ trong nhà phát hiện, ngay trong đêm, Đạt cùng người thân khẩn trương đào một hố sâu ở phía sau nhà, chôn xác nạn nhân. Xong xuôi,
mọi người vào nhà như không có chuyện gì xảy ra. Kể từ đó, người dân trong vùng không còn thấy ông Thông đâu nữa. Hình ảnh người đàn ông nghiện rượu, chân bước liêu xiêu mỗi khi say xỉn và cái tên Thông cũng không còn ai nhớ đến, bởi nghĩ ông Thông đi làm ăn xa hoặc đã về lại An Giang. Vụ việc tưởng chừng chìm vào quên lãng, thế nhưng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngành chức năng đã vào cuộc điều tra và giải mã vụ án sau hơn 2 năm kể từ ngày ông Bùi Văn Thông mất tích đầy bí ẩn. Được biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành khai quật và khám nghiệm tử thi của ông Bùi Văn Thông để làm rõ nguyên nhân cái chết. Cơ quan này cũng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng Bùi Văn Đạt sinh năm 1992 và Bùi Văn Tèo sinh năm 1996, em họ Đạt, để điều tra về hành vi giết người. Trong căn nhà lá sập xệ, rách nát, bà Bùi Thị Nở sinh năm 1968, ngụ tổ 13, ấp Thái Hưng, xã Mỹ Thái, mẹ Đạt, ngậm ngùi cho biết. Do thương con trai, sợ bị pháp luật trừng trị nên mọi người đã âm thầm chôn xác Thông. Hơn nữa, Đạt được xem là trụ cột chính trong gia đình. Nếu Đạt vướng vào vòng lao lý thì mọi người sẽ lâm vào cảnh đói khổ. Nghĩ vậy, mọi người trong gia đình đành cố nén nỗi đau, nuốt nước mắt chảy ngược vào tim rồi phi tang xác em mình trước lúc trời sáng. Trao đổi với phóng viên người đưa tin, bà Bùi Thị Lan sinh năm 1976, em ruột bà Nở, mẹ của Tèo nhà cạnh bên, bàng hoàng nói: "Trong suốt hơn 2 năm qua, cả gia đình tôi đều sống trong lo âu, lúc nào cũng sợ cháu bị cơ quan công an phát hiện rồi bắt cháu đi tù. Đạt vốn hiền lành, có trách nhiệm với gia đình, luôn chăm lo cho các em nhỏ. Do không đất sản xuất nên Đạt chỉ biết làm thuê và mò cua bắt ốc để mưu sinh. Còn Tèo, con trai tôi, chỉ là người giúp Đạt kéo xác vùi xuống hố." Ông Vẳng và vợ tỏ ra buồn bã mỗi khi nhớ lại vụ án mạng đau lòng. Đạt là đứa cháu ngoan, còn Thông dù là con trai út nhưng hư lắm. Suốt ngày chỉ biết rượu chè rồi chửi mắng, đánh đập mẹ cha. Bao nhiêu ruộng đất cho nó đều bán sạch để bài bạc. Giờ con đã mất, cháu thì đi tù. Ông Bùi Văn Vẳng, sinh năm 1938, ông ngoại Đạt đau đớn nói. Qua tìm hiểu của phóng viên được biết, nạn nhân Thông là con trai út trong gia đình có 7 anh chị em. Tất cả anh chị em của Thông đều không được đến trường, chữ nghĩa chỉ biết lấp lem, không am tường về pháp luật. Riêng đối tượng Đạt là anh cả trong gia đình, chỉ học lớp 1 rồi nghỉ. Năm Đạt lên 10 tuổi, người cha đã qua đời vì bạo bệnh, để lại 3 đứa em gái nhỏ nheo nhóc cho người mẹ sớm hôm gồng gánh mới kiếm được cái ăn. Ông Huỳnh Văn Vũ, bí thư kiêm trưởng ban nhân dân ấp Thái Hưng, xã Mỹ Thái cho biết, gần 1.000 ngày nạn nhân Thông mất tích, gia đình ông Bùi Văn Vẳng không trình báo địa phương. Trước thời điểm mất tích đó, Thông thường xuyên rượu chè, hay xảy ra mâu thuẫn nội bộ gia đình. Chính quyền địa phương đã nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở nhưng Thông vẫn chứng nào tật nấy. Riêng Đạt và Tèo thì rất hiền lành, chấp hành đúng quy định pháp luật tại địa phương. Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra xét xử. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc trên. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.